bâng khuâng nhớ làng quê từ dưng sao lòng buông khóc trong buông mến nhà thuê nhớ quê mà không ngủ được. Bình Dương hôm nay mưa biết cha mẹ giờ đã ngủ chưa, mái tranh nghèo dột lá lưa thưa con hay gọi về mỗi khi mưa. Ai cũng muốn về quê đoàn viên trong ngày giãn cách, nhưng lực bất tòng tâm khiến ai cũng thấy nao lòng. Là công nhân xa quê gánh trên mình là bao khó khăn, lo gia đình rồi tới miếng ăn nên khó khăn càng thêm chất chồng. Bình Dương bao nhiêu công ty buộc phải tạm ngưng, có ca mà dương tính nên đành phải cách ly. Khó khăn cũng mất việc làm, đời công nhân đó ai mà hiểu cho. Đêm con chấm bàn tay cầu mong gia đình mạnh khỏe, nếu mai muốn về quê chắc con ở luôn với mẹ. Cực bao nhiêu không lo, miễn sao nhìn mẹ cha ấm no. Thôi xin dừng cuộc sống tha hương, ba má ơi đợi con trở về. Bao khó khăn lo gia đình rồi tới miếng ăn nên khó khăn càng thêm chất chồng. Bình Dương bao nhiêu công ty buộc phải tạm ngưng, có ca mà dương tính nên đành phải cách ly. Khó khăn cũng mất việc làm, đời công nhân đó ai mà hiểu cho. Đêm con chấm bàn tay cầu mong gia đình mạnh khỏe, nếu mai muốn về quê chắc con ở luôn với mẹ. Cực bao nhiêu không lo, miễn sao nhìn mẹ cha ấm no. Thôi xin dừng cuộc sống tha hương, ba má ơi đợi con trở về. Cực bao nhiêu không lo, miễn sao nhìn mẹ cha ấm no. Thôi xin dừng cuộc sống tha hương, ba má ơi đợi con trở về.